Đó thì giờ Nam Quang nói đó, bây giờ mình ngưng cái vụ mà bộ ba đó đây được chưa? Được. Ha, mình tại vì hồi nãy giờ là cũng tốn thời gian quá rồi mà chưa có vô cái bản tin của ngày hôm nay. Rồi, ok. Xin Rồi xin mời anh. mình ngưng tay đây được chưa quý vị, hay Có là cần hai ba không? ông đọc trước hay tôi, ông tin ông đâu? À, bản tin đó hả? Ờ. Ông, để ông đọc đi, Không ông đọc đi. Hai, ba. Ủa, ông nói ông kể chuyện ma mà. à chết 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 mẹ chết cha, Thấy chưa? Xin lỗi đi. xin lỗi quý vị, chết cha, nãy tự nhiên cái quên, tại sáng giờ đọc cái vụ này. Quý vị có muốn nghe chuyện ma không quý vị? Thấy chưa? Nếu mà tôi không có nhắc là ông Chết quên cha, không nhắc là luôn quên, không nhắc là quên, cái vụ hôm nay là chuyện ma. là ông có lỗi với lại quý vị khán giả của chúng ta lắm đó, nghe chưa? Rồi bây giờ kể chuyện ma, muốn chuyện ma giờ Việt Nam mình hay ra hay có nhiều ma nha. Ma là nhiều ma, ông biết ma gì với là ma gì? À, tôi là chỉ biết được cái bóng đè thôi à. Chúng ta hay hay đi ngang qua bên mấy cái lùm tre, cái mình cứ tưởng tượng, tại vì mấy khi mà bóng đêm á, khi mà cái bóng đêm mà nó buông xuống á, thì những cái cây cối rồi kia nó giống như là nó ma quái lắm vậy đó. Đúng rồi, đồng Rồi ý. mình tưởng tượng đó, cái tiếng kẽo kẹt của cái một con ma đang ngồi ru con, xong rồi mình hay nghe nó con ma vú dài, cái này không phải nói bậy nha thưa quý vị, cái này là nhỏ nhỏ Dũng nghe thiệt. Xong rồi còn những cái hồn ma vất vưởng ở ngoài những cái đường vắng, ở miếu ba cô, rồi cô này thất tình tự tử, rồi cái hiện lên thành ma để quấy rối những người con trai còn zin, ví dụ vậy đúng không? Ông có nghe mấy chuyện đó không? Có nghe, nhưng mà thật sự nó nãy giờ nó đang nói chuyện là cái chuyện mà nó xảy ra với mình thật sự thì mình không Không thì có mình phải, mới bắt đầu nhưng mà là mấy cái vậy. chuyện đó là nghe mấy con ma, cái con ma mà nó sao ông nói nghe quen quen vậy ta, Nói sao? hả? Mấy con ma mà nó đi nó ám ảnh mấy người mà con trai Jin á, hả? chị Ông còn xin không? không Không, chị chị hai mà thành ma chắc đi ám ảnh vậy đó. cuộc đời chứ bây giờ chỉ biết có Võ Hoàng Yên thôi. Ok, Chứ không có còn mà biết ai khác đâu. Thì những cái câu chuyện mà giờ Dũng kể là bởi vì vừa rồi đó, ở trong cái video clip á, của chị hai có mời cái ông Thi đúng không? có. Thì ông nói là cái vụ mà bắt ma thì Dũng mới Nam Quang nhắc thì mới nhớ là cái ông này đó, ông kêu là bắt 16 con ma bỏ trong 16 cái hũ da ua đưa qua cho vợ bé của ông, rồi mỗi con là 1,5 triệu đúng không? Rồi giờ làm sao? Thì đó, thì nó kể đi, kể Ông nói trước đi, hả? ông thấy cái vụ đó ông tin hay không, mà và nó như thế nào? Thật ra nó, thưa quý vị, Nam Quang đã nói ngay từ đầu, Nam Quang mấy cái vụ mà nói về bùa ngải với lại ma quỷ, Nam Quang lại không có tin, cho nên là rất là khó nói về cái chuyện đó lắm. Nhưng mà ngược lại cái partner của Nam Quang là anh Nguyễn Tiến Dũng lại tin có Không tin chuyện bùa hả? ngải và có ma, thành ra cái đó để cho anh Dũng nói, chứ còn giờ Nam Quang, nhưng mà Nam Quang sẽ kể cái chuyện này. Ok, cho Chồng kể cái chuyện kể này, nó chuyện không, tới đây, hai ba. chuyện là vậy. Thưa quý vị, hồi đó khoảng chừng năm 90 á, nhà Nam Quang có một cái xưởng. Quý vị có nhớ cái thời gian đó là ở Sài Gòn với lại ở khắp nước mình nó rộ lên cái phong trào là xây nhà mà trang trí cái nhà theo kiểu phục hưng không quý vị? Cái thời mà có những cái cột thiệt là to, hai cái cột thiệt là to ở hai bên, xong rồi có những cái trang trí đó, những cái phù điêu đó. Thì Nam Quang với lại anh của Nam Quang là có một cái công ty làm về cái đó. Lúc đó mấy anh em còn trẻ lắm, ông anh hai của Nam Quang là tốt nghiệp trường đại học mà mỹ thuật Gia Định đó. Thì ảnh rất là khéo tay và ảnh mở cái công ty đó, thì tụi Nam Quang có làm ở đó, và nhà Nam Quang có mua một cái miếng đất ở Thanh Đa. Ok, thì tụi Nam Quang làm cái xưởng ở đó và sản xuất những cái cột, những cái phù điêu và đi trang trí nhà cho thành phố, cho Sài Gòn, cho những cái nhà trong Sài Gòn đó. Thì có một cái hôm Nam Quang nằm ngủ ở trong xưởng, chỉ có một mình thôi thưa quý vị, đang nằm ngủ á, thì tự nhiên á, mình thấy là mình nghe một cái tiếng tiếng gừ 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 giống như là tiếng của con mèo á thưa quý vị, tiếng của con mèo nó
nó cứ là mèo nó, người ta nói nó bị hen á, ta nói nó bị hen. Thì lúc đó Nam Quang để cái gác cái tay lên trên trên che trên mắt gì vậy nè. Thế xong mình nghe tiếng nó rên như vậy, mình mới nói ủa sao tự nhiên có con mèo như vậy. Cái xong rồi mình mới mở mắt ra thì đúng thiệt có con mèo nó nằm trên ngực Nam Quang gì vậy nè. Và lúc đó mình bú sữa hả rất là khó thở thưa quý vị, nó nằm nó đè lên, mà con mèo nó bự lắm chứ không phải giống là cái con mèo nhỏ giống như bên Việt Nam mình, nó chắc phải gấp 3 lần cái con mèo thường của mình. Nó nằm trên đó và nó thì cái lúc đó cái tay của Nam Quang nhấc ra khỏi cái mắt cũng không được nữa, mình muốn đẩy cái con mèo đó xuống á, mình lấy cái tay mình đẩy xuống á thì mình đẩy nó không được, do mình không biết làm cách nào hết, người cứng đơ hết. Xong mình nói ok chắc cái này là mình nằm mơ. Thường thường quý vị nhớ không, mỗi lần mà mình nằm mơ một cái gì đó xong mình tự lấy tay mình nhéo á, đúng không, mình nhéo á, hoặc là mình làm những cái gì để giống như là để mình check thử coi mình có phải là đang nằm mơ không hay là đang là thật á. Thì Nam Quang nói ồ cái giờ tay chân của mình không cử động được, bây giờ thôi mình nhắm mắt lại. Tức là mình nhắm mắt lại để mình mở ra làm, coi tức là làm vỏ làm vỏ vỏ nằm yên đó, tức là nằm à, yên cái đó nằm yên cứng ngắc luôn. Xong nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn thấy con mèo nằm đó mà vẫn không nhúc nhích gì được hết á. Xong Nam Quang ok tự nhiên mình nghĩ ra, mình nói ok giờ mình không cái tay mình không nhúc nhích được á thì bây giờ mình thử coi mình nghiêng cái người coi làm sao, thấy không, coi như là cái chân tay không có nhúc nhích được nhưng mà cái người cũng hơi cựa cựa được chút xíu rồi, biết không. Xong Nam Quang nói ok thử cựa cái người coi. Xong mình nghiêng cái người, thì khi mà Nam Quang nghiêng cái người quý vị thì mình thấy con mèo nó từ từ nó rớt xuống, vậy thì mình nghiêng vậy thì từ từ nó trượt xuống, đúng không quý vị. Khi mà nó nghiêng vậy nó trượt xuống cái xong là nó biến mất đó. Nhưng cái mà cứ là mơ hay thiệt thì đang lúc đó đang nằm ngủ ở trong buổi trưa nha quý vị nha, đang nằm ngủ ở Thanh Đa. Rồi xong rồi Nam Quang nhắm mắt lại cả là nghe tiếng con mèo nó gừ liền. À sau khi mà con mèo nó đã rớt xuống rồi đó, Nam Quang lại nhắm mắt lại để ngủ á, vừa mới nhắm mắt lại là nghe cái tiếng đó hết hồn luôn, thôi đứng dậy luôn, khỏi ngủ luôn, bỏ đi ra ngoài luôn. Là Nam Quang chỉ bị có một lần duy nhất, đó là Nam Quang nghĩ cái đó kiểu giống như là bóng đè đó, mà cái cảm giác nó rất là ghê, cảm giác nó rất là ghê. Rồi, không có một lần nữa tới bây giờ luôn hả? Chỉ có một lần nữa thôi. Cái đó là con mèo thì nó gừ như vậy thì Nam Quang sợ, Nam Quang bỏ đi, chứ còn lúc đó mà có một cái cô nào đè thì chắc Nam Quang nhắm mắt lại luôn, để cho cổ đè luôn. Vậy đó hả? Yes. Cỡ như chị đẹp, cỡ như chị hai thì sao? Ông nhắm mắt lại cho đè hả? Không. Cái đó còn chạy nhanh không, nữa. Ông tôi hỏi thiệt, tôi hỏi cái đó còn chạy nhanh nữa đó không? Tôi hỏi thiệt. Chuyện gì? Đó thì cái chuyện đó ông hỏi thật lòng đi, chạy luôn hả? Chạy luôn hả? Chạy luôn. Tại sao? Hả? Tại sao chạy? Rồi, thì đó là chỉ biết vậy thôi. Ông có chạy không? Không, nằm yên. Tôi Nguyễn nằm yên. Ok. Đó, bánh mì của bà đó bà lấy lại đi để tôi yên, bà đừng có kiếm chuyện của tôi nữa. Đó, vậy đó. Nếu mà chuyện ma đó thì Dũng gặp hoài luôn á. Và thưa quý vị, những lúc mà mình tỉnh táo nhất, mình không gặp nó, mình không gặp người ta. Và những lúc mà mình sợ mà hồi hộp cũng không gặp. Tại vì trong cái tư thế mình là đang đề phòng sợ quá, bước qua cái đoạn này đi sợ quá cũng sao không gặp. Tại vì thường là ma mị rồi nó hay rất là bất ngờ. Những lúc mà mình không ngờ tới thì nó xuất hiện. Còn những lúc mà mình đó là mình sợ quá, cái đoạn nó sợ quá thì mình đã chuẩn bị rồi. Mà khi mình đã chuẩn bị thì có nghĩa là cái tâm thức của mình đang tỉnh táo, mình mới chuẩn bị. Đúng không? Còn trong những lúc mà mình u mê mê ha, mơ mơ màng màng ha, hoặc là những lúc mà mình không nghĩ về nó ha, hoặc là những cái lúc mà mình bị nóng nóng sấp sấp, mà mình bệnh mà đang chơi sốt gì đó, là nó sẽ hiện ra. Hoặc là nếu mình mệt mỏi nửa thích nửa ngủ, mình nghĩ là mình đang thức thì là nó hiện ra. Mà mình nghĩ là ô tôi đang thức, mà rõ ràng đó không phải, mình đang ở trong cái trạng thái mà nửa tỉnh nửa mê đó, nó là vậy. Thì
kể chuyện mà ma mà bên Việt Nam trước đó. Ông muốn kể chuyện ma bên Việt Nam trước là ở bên này trước? Mà bên bên Mỹ đi, ba bên Mỹ, Mỹ trước hả? Đi. Ờ, tại mấy bạn bên Việt Nam thích nghe ma Mỹ. Vậy hả? Ừ, tôi cũng để trên cái tựa đề là ma Mỹ. Vậy hả? Ờ. Ôi trời, có view ha? Có ma Mỹ nè, ma Mỹ ở Little Sài Gòn. À, những cái chuyện mà cái nhà này ma ở ngay góc Euclid này, nó cái ma đó ở Hazard đó. À, ừ. Thì bây giờ cái nhà Dũng là trong cái khu nhà mới, nó mới xây cách đây khoảng 10 năm, nó đối diện với đây, thấy người ta vô ta ở rồi. Ừ. Ta xây nhà mới tôi vô ta ở ma gì đâu, thì tôi nghĩ là chắc là báo chí rồi nó không, khi mà ông phá đi cái environment thì ma nó không có ở nữa. Tại vì thật sự ra cái con chuột thì nó thích ở trong dưới cống, đúng không? Ông bỏ cái cống đi rồi ông xây một cái gì đó thơm tho sạch sẽ, con chuột nó không ở trong đó nữa. Ma như vậy nó nhiều khi nó thích ở trong cái nhà cũ kỹ mục nát làm sao. Giờ ông xây cái nhà mới thì nó đâu thích ở trong nhà mới nữa, nên nó bỏ đi. Vậy đó hả? Cái đó thì tôi nghĩ vậy thôi, đúng không? Ồ. Oh. Đây nè. Ok thì thôi ma Mỹ ha. Ừ. Và còn một người nữa, còn một thành phần nữa mà là rất là dễ gặp ma. Rất là dễ gặp ma nha. Không biết thần y chữa được bệnh bóng đè hay là ma không? Không, cái đó là thuộc về y khoa rồi. Thần y, thần mà. Ông đang tìm cái gì vậy? Đang tìm cái này. Ok, đây là ngày 29 tháng 12 2019. Ừ. Ok, đây là hai anh chị ở bên Boston. Ừ. Ảnh với chị, ảnh làm nghề xây dựng đó. Chị hai chồng đẹp lắm mà xinh lắm. Hồi đó thì Dũng biết ảnh chỉ là nhờ Tâm Đoan. Dũng có qua bên đó xong cái Dũng hát cho anh chị mấy lần, cái anh chị quý mến thân tình lắm, qua đây lúc nào cũng gọi, qua đây lúc nào cũng gặp như hết. Thì ảnh chỉ có ba đứa con. Ừ. Mà cái thằng Út á, nó tới những cái nơi nào mà có ma rồi đó, thì nó biết, nó thấy. Ừ. Và nó không biết đó là ma, mà nó chỉ diễn tả lại là con. Yeah, I saw the guy over there with bloody in the face and all vậy đó. Ừ. Nó nói nó gặp cái chú đó gì sao ghê quá, sao máu không nhiễm máu gì mà mày vậy đó. Ừ. Thì chị kể đó, ngày hôm nay ngày 9 tháng 12 nè. Có nghĩa là tại sao Dũng đem cái ngày này ra? Ngày 29 tháng 12 2019 có nghĩa là cách đây khoảng 2 năm hả? Ừ. Khoảng 2 năm mấy. Thì chị có qua đây và chị ghé bên nhà hàng Dũng ăn. Chứ lúc mà nói chuyện về mấy đứa con ấy, thì nó là chỉ có cái thằng Út, sao nó cứ thấy nó vô trong cái chỗ nào mà bình an mà không có ma thì thôi, bởi mà thấy là nó nói. Ừ. Thì về thì chỉ có nói là hai vợ chồng dẫn mấy đứa con tới ngay cái nhà mà ảnh đang xây cho khách đó. Ừ. Đang remodel, đang sửa rồi lại coi như là remodel, nó khác cái xây là đập ra làm lại hết. Ừ. Còn này thì remodel có nghĩa là vẫn giữ cái khung nhưng mà ta ép thêm cái này, ta sửa lại cái kia. Ừ. Ta ép thêm cái phòng, thưa quý vị. Thì cái thằng nhỏ đó cứ thấy là ở trên lầu có một cái chú đó, người Mỹ trắng mà cái mặt máu me không mà cứ nhìn nó nhưng mà không có làm cho nó sợ. Ừ. Tức là ông cứ đi tới lui ở trên trần ở trên đó mà cứ nhìn á, mà nó mami, nhưng mà nó không làm sợ, nhưng mà nó con nít mà nó thấy máu thì nó sợ. Ừ. Nó mami có cái người đó đi mà phải nhìn nó đâu có thấy đâu. À. Đâu có thấy gì đâu. À, thì nó về nó đã có người đó, cái hai chồng dẫn ra nó lên, mà đúng là cái không khí trong cái nhà nó có lạnh thiệt. Ừ. Cái dẫn mấy đứa con lên coi, ủa đi đang upgrade cái nhà này đang xây mà đâu thấy đâu. Xong cái dẫn nó về mà nó cứ đoán chắc là nó có thấy thì đây. Ừ. Cái về cái ông bà gõ lên cái địa chỉ của cái nhà đó. Ừ. Tại vì ông biết là cái thằng Út thì nó có thể thấy được những cái điểm đó, có khả năng đó. Ừ. Thì đây. Newton Man plead guilty to second degree murder in Massachusetts nè quý vị. Ừ. Đó là để về họ sẽ text cái địa chỉ đó qua, cái căn nhà đó qua. Thì đây có nghĩa là chuyện này có thật. Và cách đây bao nhiêu năm á, là có một cái vụ giết người trong cái căn nhà này, và cái người bị giết chính là một người Mỹ trắng cũng còn trẻ khoảng mấy chục tuổi đó. Ừ. Rồi bị bắn mà
cái mặt có máu không thôi. Mà cái ngày đó ông gửi, ông nói trời, hai vợ chồng nó xét ra xong cái rùng mình mà da gà da vịt tụi nó nổi lên luôn á. Tức là người ta chết oan, người ta không có ra khỏi nhà đó. Ừ. Và người ta cứ cứ lẩn quẩn ở trong cái chỗ mà người ta ở. Dạ. Yeah. Sao ông thấy chuyện này sao? Dạ. Yeah. Ông kể thì nhiều khi nó cũng làm mình nổi da gà. Tại vì thí dụ bây giờ tôi không có tin ma đi, nhưng mà tôi đi vô bóng đêm, nó có những cái tiếng âm thanh rồi hình bóng, nó làm cho mình cũng liên tưởng, cái trí tưởng tượng mình nó nghĩ tùm lum tà la, mình cũng sợ chứ. Mà nghe cái chuyện này xong thấy cũng hơi ớn. À. Ừ. Rồi cái đó là chuyện Mỹ ha. Ừ. Đây là Newton degree nè. Nó xảy ra vào ngày 2 tháng 10 2012. Đây cái người đang trời, đây cái người đó nè. Đây là thưa quý vị, cái người bị bắn chết hả? Cái anh chàng bị bắn chết nè. Đâu coi lại coi. Ồ. Người Mỹ trắng. Coi cảm thấy hơi ớn không ơi, sợ. Đây thưa quý vị, mà cái cậu con trai của hai vợ chồng người bạn Dũng đã thấy. Mà nó rất là nhỏ đó mà nó biết những cái gì đang xảy ra. Cái này năm 2012. Ừ. Và bước vô cái nhà đó là nó thấy cái người này. Ủa đâu rồi, trời đất ơi. Tự nhiên nhảy quảng cáo lên. Ok, đó, đại khái là vậy. Tôi chỉ lên cho ra coi. Đây nè quý vị. Đẹp trai đó. Rồi. Còn cái câu chuyện này nữa, nó xảy ra trong chính gia đình của Dũng. Đó là vào năm 2013 2014. Dũng có một cái cậu em ruột, nó tên là Tiến Thắng, tôi là Tiến Dũng. Ừ. Nó là Tiến Thắng. Ừ. Trần Tiến Thắng. Ừ. Nếu mà quý vị search lên Trần Tiến Thắng, có cái câu chuyện này trên mạng luôn. Ờ. À. Ông cứ nói vậy làm tôi cũng nổi da gà thiệt. Thì, à. Chưa nghe là thấy sợ. Cái nhà của cái người em út của Dũng á, nó mua một cái ngôi nhà, cái căn chung cư ở trên cây da xà ở tầng thứ 5. Yeah. Thì cái năm 2014 Dũng có về đó thăm nó. Về thăm gia đình á, thì hai vợ chồng có một đứa con nhỏ, lúc đó thằng con mới có 4 tuổi. Mới mời anh chị, mới mời Dũng đi về nhà đó, với lại những người cho con cháu đồ trong nhà đó. Ừ. Anh em đồ trong nhà đi tới nhà ở chung cư cây da xà ở trong Phú Lâm, như trong cái khu mà biết ở bên Việt Nam, cái cây da xà nó nằm ở quận nào quý vị? Dũng quên thì Dũng. Cây da xà. Rồi. Không có thang máy không ơi, đi bộ. Ừ. Lên đi xuống, lên xuống vậy đó. Thì bước vô trong nhà đó, mình có cảm giác gì biết không? Nhà đó nó là người Việt Nam mà nó thờ như người Tàu vậy đó. Cũng đúng rồi, Thanh Thủy Hồ, cây da xà bên quận 6, đúng rồi. BTSO, ủa anh Nguyễn Dũng họ Trần hay họ Nguyễn? Ở trong giấy tờ anh là họ Trần. Nhưng mà nếu mà em nghe những cái talk show đó, thì anh rất là thương má anh họ Nguyễn. Ừ. Cho nên khi đi mình có quyền lấy nghệ danh, cái đó không phải là đổi tên nha. Đúng rồi. Mình có quyền lấy nghệ danh là cái gì gì đó, cái đó là quyền của mình. Thì anh lấy nghệ danh là Nguyễn Tiến Dũng. Rồi, xong, trả lời cho BT sao ha. Nó có một người cậu ở bên mẹ của Thắng. Tại vì Thắng á, là con của cái bà sau, có nghĩa là cùng cha khác mẹ với tôi. À. Cho nên là cùng họ Trần Tiến luôn. À. Nhưng mà là con của bà dì, của bà Út, ba tôi tới 5-6 bà lận. Ok. À, bị bùa phải không? Về tôi tin vô cái gì cái chị vàng rồi ông ơi. À, gì? Đúng không? Bị bùa. Không có bị bùa đâu. Xong rồi. Dạ, ba ông gần bằng thầy rồi đó, thầy thì là cậu của, tức là em của bà dì tôi đó, ông có làm bùa, ông có chơi bùa, chơi ngải, ông có đổi hướng nhà rồi xong rồi cúng kiến này nọ kia. Ừ. Thì cho nên hôm bữa ông hỏi tôi tin bùa tin ngải không, tôi nói tin đó. Ừ. Tại vì cái tuổi thơ của tôi đã từng trải qua những cái vụ đó. À. Chính cái ông đó hồi xưa
cũng tới cái ngôi nhà mà trong quận 3, cái khu mà tôi ở xưa đó, cũng cúng để bắt ma để gì đó, rồi cái cúng mấy cái trứng gà đó, sắp đều ở trong nhà, nhưng chừng mà đập ra đó cái trứng gà nó đen thù lùi à. Thì nói là ma với là mấy cái bùa ngải gì nó ăn, cho nên cái trứng gà nó đen. Rồi bây giờ trở lại chuyện này, thì ông nói là cái nhà đó đó là phải đổi cửa, lời phải chuyện mà nhà chung cư người ta đó mà vậy đó, mà cũng lên đó, thằng em cũng đổi cửa, đổi hướng cửa, bịch cửa này thông cửa kia gì trong đó, xong rồi biết làm gì không, để cái kinh bà già mà ai mà nhà mà có người chết đó quý vị, nhà mà có người chết á, người mới chết cái hay để cái mấy cách xét cái bỏ cái kinh Phật mà muốn thưa đi thưa đi mà ya đi ta 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 vậy đó. Nếu mà người Việt Nam mà ai mà bên đạo đó, cái bên đạo Phật đó, thì sẽ biết cái mình bước vô mình nói ủa nhà này ủa sao vậy Thắng, sao mà có cái tiếng kinh gì vậy đâu vậy, cái nó nói cậu của em nói là để vậy đó, để gì để cho nhà mới làm ăn được, rồi mới có cái tiếng kinh Phật gì cho nó yên, rồi ma quỷ rồi nó không tới. Nhưng mà thiệt ra cái tiếng đó nó làm cho những người trong nhà có cái cảm giác giống như là nhà này nó đang có một cái gì đó nó u uất ở trong đó, tại vì mình vô nhà đang có người sống, hai chồng còn trẻ cho đứa con, mà tự nhiên cái tiếng kinh nó cứ đều vậy. Cho mình tắt, kêu nó tắt thì mình không, tại mình vô nhà người ta mình đâu có được quyền mà cái tắt cái này mở cái kia rồi. Trời đất ơi, cái mình nói cho sao nó cứ rợn sao đó. Xong tới cái sau, xong rồi cái sau đó cái mình mới có rủ nó đi Singapore chơi. Cái hai chồng không đi được, cái ở nhà thì nói chuyện với ngắn gọn. Xong rồi sau đó mình về, về lại Việt Nam. Xong rồi cái mình bay về lại Mỹ, thì sáng hôm sau đó là ở bên Việt Nam á, đã gọi qua. Dũng ơi mày biết gì chưa, vợ Thắng nó chết. Cái tôi hỏi ủa trời đất ơi, mình tán lại mình á, ủa sao chết nữa, mới biết là hai vợ chồng đó đó trời cãi ơi, nhau. Tôi nổi da gà luôn ông ơi, cãi trời ơi. Cái ngày mà mình đi về lại Mỹ đó, hai vợ chồng còn đi ra ngoài sân bay ăn phở với mình, còn đi lên trên đó, tức là mình check in xong rồi mình còn ra mình ngồi ngoài cái bàn ăn chung với nó, xong rồi mới có mấy chục tiếng đồng hồ bay về Mỹ là bên đây con vợ nó chết. Thì ông biết tại sao chết không? Không, ông cất cái phone tới đây là ông mới được nghe kể tiếp tục được. Ông có nhìn xuống cái ổ bánh mì của ông hoài. Xin lỗi. Thì hai vợ chồng cãi nhau, con vợ nó đang nấu ăn gì đó cắt chặt rau rác gì đó, cái thằng này đứng ngồi hai đứa cách xa nhau nè, cái hai đứa cãi qua cãi lại sao con này nó giận quá, cái nó cầm cái con dao nó thảy nó con gái vậy mà cái thằng này cầm lên cầm ngược chứ lên thảy lại thôi đó mà nguyên cái mũi dao nó xỉa ngay cái tim, xỉa ngay đúng ngay trái tim con nhỏ, con bé tên Tâm. Trời ơi, chết ngắt thưa quý vị. Thằng này á, cái thằng em tôi ẩm con nhỏ mà chạy từ ở trên trần, từ ở trên lầu 5 á, mà chạy bộ xuống dưới á, mà kêu xe cấp cứu đi á, vậy đó. Vậy mà cũng bị ra tòa, mà rõ ràng cái tiếng kinh nó cứ lẳng nhẳng trong nhà, nó làm cho ma, nó làm cho những cái điều gì đó mà nó không có hên. Thí dụ nhà có người qua đời thì người ta cũng mở trong vòng bao nhiêu ngày đó rồi xong người ta ngưng. Đúng không? Cái gì mà nó cứ mở mà mình cứ ngồi ăn giữa cái tiếng ồn nó cứ lẳng nhẳng cái tiếng kinh đó. Y chang như nhà nó có những cái vong hồn như đó, mà bao giờ mà cầm mà chọi dao thảy qua thảy lại mà thảy ngược lại con dao mà xỉa ngay đúng cái trái tim. Rồi cái cô vợ chết ngắt luôn. Đó chính là cái mà mình thấy là có những cái huyền bí, có những cái mà mình không thể giải thích được. Đó, thì ông nghĩ cái chuyện đó là sao? Tức là đừng có rù quến ma quỷ ma mị. Nhà mình á, cứ thoáng mát yên tĩnh nhạc gì cho nó có cái sức sống, cho nó có cái dương khí. Ok, yeah. Ông nói đúng. Ok. Hồi nãy thưa quý vị, Nam Quang khi mà anh Nguyễn Tiến Dục có nói về cái chuyện ma quỷ này nọ đó, rồi cái nhà mà nó xây ở đường Hazard với lại đường Euclid ấy, lúc trước người ta gọi là cái nhà ma đó, mà bây giờ không có ma nữa đó, là tại vì là hồi trước là cái nhà cũ kỹ,
nhà gỗ cũ kỹ mà nó âm u lắm. Còn bây giờ họ xây cái nhà mới, nhà gạch thoáng đãng. Thành ra Nam Quang nghĩ là cái environment á, là cái môi trường á, nó rất là quan trọng. Giờ quý vị nghĩ là hồi đó Nam Quang có một người bạn ha, ảnh kinh doanh về yến á quý vị. Thì ảnh nói là Nam Quang ơi, nhà anh gần biển đó, anh xây mấy cái nhà 3-4 tầng lên và anh để những cái tiếng thu, những cái tiếng chim yến nó kêu á đó, để trong nhà đó và phát cái tiếng chim yến nó kêu ra, thì những cái tiếng chim yến đó giống như là tiếng cò mồi á, nó rủ những cái con kia, những cái con chim yến thiệt nó nghe cái tiếng đó thì nó bay vô đó, nó làm tổ rồi nó nhả nước giả ra, nó thành ra yến, rồi người ta mới thu hoạch cái đó người ta bán. Thưa quý vị, thì nếu như mà không có cái tiếng của cái con chim chim mồi, cái tiếng mà mình thu mình phát ra thì con yến nó không có tới, quý vị nhớ không? Đó, thành ra họ tạo ra cái môi trường đó, cái tiếng chim yến nó cứ phát ra thì con chim yến nó tới. Thì Nam Quang nghĩ ở trong cái trường hợp này á, anh Nguyễn Tiến Dũng, cái lời kinh á, nó somehow nó mình nghe kinh á, mình bình thường như vậy mà mình cứ nghe tụng kinh, Nam Quang nói thiệt cái Nam Quang nghe cái đó xong Nam Quang bị mệt, bị ám ảnh. Nhưng mà có thể là cái lời kinh đó nó hấp dẫn những cái vong hồn tới, đúng không? Nếu mà mình tin vô trong cái tin vô trong ma quỷ rồi vong hồn này nọ đó thì nó sẽ hấp dẫn những cái vong hồn tới. Tại vì những cái vong hồn nó nghe kinh để nó siêu thoát mà, thưa quý vị. Thì có vong hồn có thể là vong hồn hiền, vong hồn dữ. Những cái lúc mà vong hồn dữ mà nó không có siêu thoát, nó có thể nó gây ra khó khăn, nó gây ra những cái giống như cái chuyện nó xảy ra trong gia đình của anh Tiến Hùng, đúng không? Tiến Thắng. Tiến Thắng là em của anh Tiến Dũng. Thì đó là cái mà Nam Quang nghĩ là cái môi trường đó, cái môi trường mà môi trường nào thì nó hấp dẫn cái người đó, cái sinh vật đó, cái vong hồn đó. Cái đó là cái mà Nam Quang nghĩ. Cho nên đời thì bây giờ mình ở nhà đó, mình đừng có lập ra nhiều những cái trang thờ mà âm u mà đúng vậy. mình thiệt ra là cha mẹ ông bà thì thôi, thì đúng là người thân, có nhiều cái ngôi nhà mà đã chật chội rồi, xong rồi nó đã tối tăm rồi mà còn bước vô cái thấy mấy cái đèn đỏ đỏ ở nhiều cái bàn thờ trong nhà đó, cái đó thì nhiều khi cái thằng này làm gì có cái vụ mà hai chồng chuyện cãi nhau là bình thường vậy đó, mà nó thấy con dao mâu thuẫn gia đình, chồng phóng dao giết vợ, nó đây phóng dao đâm thì còn phóng chết, phóng dao, tức là nó thấy ngược lại. Đây là quý vị, đó chính là người em ruột của Dũng cùng cha khác mẹ. Wow. Chồng phóng dao giết vợ. Không ngờ nó xảy ra trong gia đình của anh. Thằng nó cũng mặt mũi sáng sủa đẹp trai nè. Bị cáo Trần Tiến Thắng không được giảm nhẹ hình phạt. Cho nên chuyện là chuyện có thật, cho nên Dũng kể. Đây là quý vị, nó đây rồi. Và có một cái tin mừng cho cái chuyện này là gì? Thắng cũng có đây là Dũng mới nhận nè. Tháng 9 Thắng về nha anh, tháng 9 này thưa quý vị. Cũng có mừng. Cái text dự tôi bự bên Việt Nam, tháng 9 Thắng về nha anh. Ok thôi, cũng chúc mừng cho anh Thắng. Đi mấy năm vậy? Từ năm 2014 tới giờ là nó 10 năm á, nhưng mà 10 năm trong tù á, là nó tính là như được cái chỉ có 9 tháng thôi, 1 năm là 9 tháng, 9 tháng. Thì cộng trừ lên ra, rồi, cũng giống lên. Như ở đây mà anh cải tạo tốt thì đi 2 ngày thì nó trừ cho 1 ngày đó, giống như có nửa thôi, nhưng mà phải là tội phạm mà tội mà không có nguy hiểm nha. Chứ còn tội nguy hiểm là vẫn đi đủ. Rồi thì nếu mà tháng 9 này mà nó về chắc Dũng cũng bay về đó để đón nó. Rồi cái đó là xong một cái câu chuyện ha. Đừng về những cái mà có những cái mà siêu hình đó,
mà nó khiến cho vợ chồng lục đục cãi nhau hoài, hay là nó khiến cho những cái mà vì những cái chuyện mà mình không thể nào mà ngờ tới được mà nó lại xảy ra. Thí dụ như là có nhiều cái nhà mà có ma nhưng mà ma nó giúp, đúng không? Có nhiều nhà mà nhà có ma mà ma nó giúp mình nữa. Ma hiền á? Ma hiền, tức là mình hạp với, hay là con ma ma đó là không phải là ma dữ, mà là nó hạp viết mình hay sao đại ma có nghĩa là vong hồn thôi, đúng không? Nếu mà mình nói như vậy, ma là vong hồn thì con người có người hiền người dữ, thì ma ma thì nó cũng có ma hiền ma dữ. Trời ơi, mà cái bà hàng này mà bả mà mai mốt 100 tuổi già mà bả có gì đó ha, chắc bả dữ lắm nha. Thì cái bả giờ bả phá chết luôn á. cái nết này của bả. Rồi còn chuyện ma Mỹ bên này, cái ngày mà Dũng mới qua, Dũng ở ngay, Dũng có tới tới trường dạy nhảy của anh Quốc Dương để dạy nhảy. Thì buổi trưa đó, buổi trưa khách gì đó học trò không có tới học buổi trưa đó, thì thường thường chiều nó đông hơn, nhưng mà ban ngày thì mình vẫn phải ra đó để có khi có học viên tới thì mình dạy người ta nhảy đầm rồi. Cái buổi trưa cái ăn xong, cái Quốc Dương đang ngồi làm việc ở trên cái bàn computer, cái Dũng nằm ngay cái dãy ghế sát tường. Thường là cái trường dạy nhảy thì ghế xung quanh sát tường vậy nè, để cho cái khoảng giữa để người ta học nhảy ta nhảy, còn ghế xung quanh đó là để học viên người ta ngồi. Cái Dũng nằm ngay đó mà sát cái dãy phía bên đó là sát ở bên cái toilet của Nam. Cái tôi nằm tôi ngủ không? Tôi nằm thiêu. Trời đất ơi, tôi thấy từ ở trong cái toilet Nam á, có một người đàn ông bước ra. Mình không thấy rõ mặt, nhưng mà mình thấy rõ ràng là một người đàn ông bước ra, tới thẳng tới cái đè mình luôn. Trời đất ơi, cái người mình cứng nhắc luôn, nhưng mà mình vẫn nghe cái tiếng của Quốc Dương á, cái internet của ông nó bị cái gì đó. Mà ông cứ gọi kìa, cái ông nói bằng tiếng Anh với nó, cái nó chỉ ông là you phải off cái đó, you phải out rồi, you phải vô ra lại, cái ông ngồi ông nói chuyện. Mình nghe rõ ràng thì có nghĩa là mình đang còn thức. Nhưng mà hồi nãy Dũng nói đó, khi mà mình không có chuẩn bị, mình không có đề phòng, trời trời, ngay cái chỗ đó ban ngày ban mặt giữa trưa, mình đâu có đề phòng ma quái gì chi. Mình cứ đang không trong cái tâm thức là ồ, nằm nghỉ chút xíu, đang sắp chuẩn bị giờ giấc ngủ, thằng cha nội kia thằng cha đang nói cái gì mà nó nói ồn ào, nó cứ nói hoài, nãy giờ còn chưa giải quyết xong cái computer nữa vậy đó, mà nó bước ra cái nó đè mình. Nhưng mà không phải lúc đó, không phải là mình mở mắt chừng chừng để mà mình nhìn thấy nó bước sòng sọc ra. Tức là mắt mình đã thiêu rồi, trong cái tâm thức là nửa âm nửa dương, nửa tỉnh nửa mê đó, là lúc đó đó. Trời ơi, tôi nằm tôi kêu hốn quá trời. Tôi nói cái thằng này sao nó cứ nói hoài, mà mình trong lòng mình kêu Quốc Dương, Quốc Dương. Vậy đó thưa quý vị, mình nằm cứ ngắt mà mình kêu đó. Cái chắc tỉnh bơ rồi, tại vì mình chỉ biết là mình kêu thôi, chứ âm thanh nó đâu có phát ra đâu mà khi nghe. Nó không có lâu, mà nhưng mà khoảng chừng 30 giây thôi, nhưng mà là cũng làm cho mình coi như mình hốt hoảng đó. Cái một hồi cái khoảng 30 giây thôi, cái tự động nó xuất ra, cái nó hãm ra, cái mình bật dậy, mình nói Dương, cái Dương nhìn mình hỏi gì, ta đang nói phone. Cái mình ngồi mình thở, mình mệt quá trong cái lúc mà mình đang đè, như là cái lúc mà nó đè mình xong mình chống cự đó, mồ hôi một ghế đổ ra. Xong người hồi nó này cúp phone, mình nói trời ơi, sao tao kêu mình 2 giờ, mày, tao nghe mày kêu, tao tưởng tao là mày ú ớ, mày đang nói gì đó, tức là cái âm thanh ú ớ vậy thôi. Cái mình mới kể cho Quốc Dương nghe vậy, tưởng sao còn nhìn mình nó cười đó chứ. Nó cười có nghĩa là mình nghĩ là chắc nó không tin mình á. Nó trời, chuyện có ở đâu lạ. Hồi đó cái trường dạy nhảy đó là của Jimmy Thỏ với Lê Thùy Trang, hai thằng đó đang ở trong đó đang giải đầm á. Cái thằng này đi vô red room, cái thằng kia vô bắn chết ngay trong red room, trong red room của cái trường dạy nhảy của Quốc Dương, ngay UCLIC với lại Westminster nè. Rồi cái mình ra là đúng rồi, đúng là cái thằng đó nó ra nó đè mình. Thì cái lúc mà mình buổi chiều của mình kể cho nhiều người học viên nghe đó, thì nó nói trời, chuyện đó đây ai không biết em, chuyện đó trời ơi. Cái có cái cô mà waitress ở trong đó đó, tối cái người ta về hết, cái cổ thấy cổ
cô tự nhiên cái cô nhảy ra đường, cô đứng luôn. Cô nói trời, em mới thấy một người đàn ông mặc đồ vest, có nghĩa là một bên toilet nam, một bên toilet nữ. Thì giữa toilet nam toilet nữ là nguyên một cái gọi là office, nhưng mà phía sau giữa thì nó thông nhau. Thì ở trong cái phòng cái mà thông nhau đó đó, à, giống như vậy, nhưng mà nó gọi là office, tại vì để là tủ lạnh, xong rồi microwave, rồi sổ sách, rồi máy in, rồi nó kia để đó. Thì cái đó nó thông nhau, từ ở chỗ toilet nam đó, đi băng ngang qua cái phòng đó để vô trong cái phòng máy được. Nên nó mới gặp một cái người đàn ông mặc đồ vest đi vô trong đó. Cái cô bé đó tinh thủy, trời ơi, con tưởng tao là ủa sao khách chưa về, ai cũng gì hết, làm cha này ở trong restroom chi mà giờ này còn đi vô trong office. Cái nó quay ngược chứ vô, cái nó nhìn vô office không thấy ai chứ. Cái nó đi hồi vòng trong, nó vắng que luôn, mà nó vẫn nó thấy rõ ràng một người mặc bộ đồ vest màu đen là cái thằng cha đó, nó bị mà cái người mà bị bắn á, mặc bộ đồ vest màu đen. Cái lúc tôi, mà tôi nghe tôi rùng mình luôn, yeah. Tôi nghe tôi rùng mình luôn, thấy hơi ớn ạ. Đó, cái nhảy ra đường, cái đứng luôn ngoài đường luôn, phải gọi điện thoại Quốc Dương tới. Nhưng mà như là Quốc Dương á, như là biết cái chỗ đó hay sao á, làm ăn được lắm. Nhưng mà nó chỉ có hiện ra hiện vô, nó phá phá vậy đó, mà y chang như rằng chỗ đó ít nhất là có tới 3 người chết trong lúc nhảy đầm. Hai người đàn ông, một bác đó thì già rồi, nhảy van, cái nhảy van lăn cái đùng đó cái chết, cái bật đèn sáng chang lên. Ông có từng nghe đó không? Không, là chết vì lý do tự nhiên chứ không lý phải... do tự nhiên. Rồi xong rồi cái cũng một bác khác cũng đang nhảy paso doble cũng chết. Gần đây nhất á, là cái cô đó, cô tên là Michelle, chồng của cô là Michael. Ảnh nhảy đẹp lắm, lai lai đen đen, cũng vô đó nhảy. Cô vợ đang khỏe mạnh như đó, đang nhảy cái tự nhiên cái heart attack, cái lăn cái đùng ra cái chết, là trong trong cái phòng, trong cái trường dạy nhảy ballroom hồi xưa đó. Rồi sau này cái Thái Hoàng vô, thì từ lúc đó anh Thái Hoàng mà trả lời Quốc Võ đó, thì anh Thái Hoàng đang trước khi Covid thì anh Thái Hoàng đang là chủ của cái gọi đó, cái gọi là cái Star Night, là sao đêm á, vũ trường sao đêm á. Rồi bây giờ là sau Covid rồi, cái khoảng một thời gian mà cấm không cho nhảy đầm gì, thì giờ không biết là sao đây nè, xíu xéo đây nè, bước qua cái là thấy nè. Rồi quý vị nghe sao, quý vị tin được không quý vị? Có bạn Vân Đạt nói anh Dũng sướng được trai đè. Được trai đè. còn đây hồi nãy giờ nãy trước khi đây đó, thì Dũng có gọi một cái cuộc gọi thôi quý vị. Đây là Mom Tân Khoa, là bữa tôi nói ông bị cái anh chuyện việc Dũng thôi quá. Thì Dũng gọi để Dũng muốn hỏi cô đó là, Dũng muốn hỏi cô là cái chùa mà ngày xưa mà cô nhờ nhờ thầy á, nhờ thầy tới đem cái hũ tới nhà tôi bắt ma đó. Thì tôi muốn hỏi cô là hồi nãy gọi không được, giờ gọi được nè. Dũng đã gọi, tại kể chuyện thì phải biết rõ cái chùa hay là cái địa điểm gì đó, thì người thật việc thật luôn. Yeah, Mom Tân Khoa. À, Thu Đặng thôi, à, ra thôi, không dám nghe Sợ Tối Nhà một mình. Ở lúc mà mình ngủ trưa hay ngủ chiều là lúc đó mình mệt và yếu lắm. Cái tâm của mình dễ ảo tưởng, hồi nhỏ mình bị đè hoài khi ngủ buổi chiều, sau này nghiên cứu lại thì biết không phải ma. Dạ, yeah, chắc cũng có thể ha. Nhưng mà sao nó lại nguyên một cái câu chuyện về người chết ở trong trên đó, thì bao hồn bảy phách, đá nó ra ngoài anh, chặn nó. Chắc đang nói tới Bi Linh đó. Ai muốn nửa tỉnh nửa mê, uống nhiều nước dừa vào trước khi ngủ là có liền. Hay anh nói đúng. Ai bao nhiêu ai kệ họ, không dám ngủ. Rồi, muốn nghe kể chuyện tiếp không? Dạ. Yeah. Rồi thôi, giờ Mỹ xong rồi giờ trở lại Việt Nam. Việt đi Mẹ, hồi xưa đó Dũng đi chung với đoàn của anh Duy Phương, đi Bắc Trung Nam diễn nhiều lắm, và đi với đoàn ca nhạc nhẹ của chú nhạc sĩ Chánh Trực. Ông đọc nè gì? Bạn Phương Hà nha, nói là câu chuyện của Nguyễn Tiến Dũng kể vụ bắn ở Bắc, ở Chim Mỹ Thọ, người bắn là bạn của mình, anh đó rất hiền. Người bắn mà hiền hả? Người bị bắn hay người bắn? Đây là nói là người bắn. Người bắn là bạn của mình, anh đó rất hiền. Là giống như là họ cũng bị cái gì đó, thường bị thường mà depressed, pressure, bị trầm cảm, ghen nữa.
khi mà cái cơn ghen nó nổi lên á, cái người hiền á, họ cũng thành ra là trời ơi, hay quá vậy, giờ không biết hả, họ mất trí rồi, họ có thể họ làm được những cái chuyện mà mình không nghĩ là họ làm được trong lúc họ tỉnh. Dạ. Yeah. Giờ ok, cảm ơn nha. Giống như chị hai bị bồ rồi, chị hai bây giờ mới quậy tùm lum. Chứ còn chị hai tỉnh chắc chị hai không quậy như vậy đâu. Dạ. Còn tiếp cái chuyện nhiều lắm, tôi gặp ma nhiều. Thì ở ngoài Tuy Hòa có một cái sân khấu, không biết ở đây có ai ở Tuy Hòa không, sân khấu ngoài trời. Nó là một cái sân khấu gì, nhưng mà nghệ sĩ vô thì vô cái đường bên dưới. Ừ. Vậy ra vô ngay cái đường bên dưới. Chui vô cái đường đó xong rồi thì nó sẽ có cầu thang để lên sân khấu. Ừ. Thì ở dưới cái hầm sân khấu á, là nó để cho nghệ sĩ hóa trang, make up. Nhất là bên cải lương á, thì đồ đạc người ta nhiều thì người ta để trong đó, rồi người ta quân sĩ, binh tướng gì nhiều lắm. Còn ca nhạc á, thì đơn giản hơn, chỉ có mười mấy người. Ừ. Năm ông ban nhạc, năm sáu ông ca sĩ gì là xong rồi, còn bên cải lương thì đông hơn. Ừ. Còn ca nhạc thì vắng thì ít hơn. Thì cứ mỗi lần mà bước vô trong cái sân khấu đó là nghệ sĩ cứ việc nhắm mắt đi thẳng tới ngay cái cầu thang bên hông cánh gà, leo lên trên cánh gà rồi ngồi sau lưng cái màn nó make up, thay đồ rồi cũng thay trên đó, mặc dù là sân khấu ngoài trời mà. Ừ. Thì sẽ có nhiều người dòm ngó rồi khán giả rồi, nhưng mà cứ người này lấy màn che cho người kia để thay đồ vậy đó. À. Không có ai chịu xuống dưới chân á, là tại sao mấy ông. Ừ. Trên cái con đường hallway mà ngay cái cửa mà đi vô, xong rồi cái bước qua, Dũng nhớ là quẹo qua bên trái, xong rồi có cái cầu thang lên lầu, thì trên đầu có nguyên một cái dây, có nguyên một cái dây mà thắt cổ. Xúc ghê vậy. Ừ, sân khấu Tuy Hòa nha quý vị. Sân khấu. Dạ. Có cái dây không có giống nhìn, tức là có cái cô đó cũ ở trong đoàn hát gì đó, rồi cái cũ cãi lộn giận hờn yêu đương gì ghen tôi, rồi mà treo toàn ten nó chết vậy đó, chết đó. Nhưng mà rồi không ai lấy cái dây đó không, xuống nè. Tại vì ai cũng sợ là cái đó là thần vòng. À. Ai mà gỡ cái dây đó xuống là bị cái cô đó cô bắt cô đem theo. Ôi. Trời ơi quý vị tưởng tượng không, mà cứ mỗi lần mà đi với anh Duy Phương tới đó diễn cũng mấy lần, và đi với đoàn ca nhạc nhẹ tới đó ít lần hơn. Ghê quá. Trời đất ơi, thấy cái vòng toàn ten đó đó quý vị. Rồi và ngày cứ đem là anh Duy Phương anh cũng đem trái cây gì là gà rồi ra anh cúng. Mà cúng thì nó đã đông vậy mà nhiều bầu xô tới mà không cúng á. Giờ là biết đó. Ừ. Dạ. Yeah. Là vắng que, rồi mưa, là khán giả phá, ví dụ vậy. Ừ. Tổ trác tùm lum hết á. Thì ở ngay Tuy Hòa luôn cũng có một cái khách sạn. Ừ. Nha. Yeah. Cái anh này nãy nói đúng là cái khoảng một buổi chiều chiều á, mình dễ bị ma đè lắm. Rất là dễ bị ma đè. Tuy Hòa, Phú Yên, đúng rồi đó Hoàng Hương. Rồi. Cái bước vô cái khách sạn thì Nguyễn Tiến Dũng với Mạnh Cường với Lê Anh Duy, không biết anh Mạnh Cường đang ở Việt Nam, anh ca sĩ Anh Duy cũng đang ở Việt Nam. Ba người trong cái khách sạn đó, là khách sạn chứ đó nó thô sơ lắm. Ba cái giường chiếc vậy đó. Giường sắt vậy đó, giống như là chạy lính. Ừ. Nhưng mà quý vị hiểu có tưởng tượng cái phòng của mình mà ở trong buồng tắm mà có cái bát nhang là sao? Ừ. Trong khách sạn mà lại có cái bát nhang, trong đó có khoảng chừng 6-7 cây nhang mà đỏ đỏ nó cháy hết rồi, cái còn nó cái lưu nhang nhỏ xíu à. Ừ. Để trên một cái kệ ở trong buồng tắm á. Vô nhìn thấy cái đó là té đá tôi đi ra liền. Ê, không? Vậy mà mình con nít mà khoảng nó có 21-22 vậy vô tư. À, ủa sao kỳ ha, tự nhiên trong này có cái bát nhang mà mình không hề nghĩ cái đó là trong phòng này có người chết cho nên mới như vậy. Vậy đó. Y chang anh Duy á, thì ảnh hay đi ra chợ. À. Anh cứ tới chợ, tới khách sạn là anh cứ quăng cái giỏ đồ, cứ quăng cái ba lô đó xong, cái vali đó xong là anh cứ lang thang ra chợ, anh mua này sắm kia. Còn mình á, thì nằm cái giường ngay sát cái cánh, ngay sát tường, ngay cửa. Ừ. Mạnh Cường cũng mệt cũng ngủ, mình nằm. Trời, tôi thấy rõ ràng có một con nhỏ đó, có một cái cô đó mà từ ngoài cửa bước vô nha. Mặc cái áo, ôi đây đây đâu mà. Hello mom ơi. Ai? Dạ con Nguyễn Tiến Dũng. Oh. Có khỏe không? Dạ em đâu rồi. Dạ ông gió nào mà đưa con chơi trong con không dạ cười. Có khỏe không? Ok con. Dạ.
Dạ, tại nãy con có thấy hình của vô của Đỗ Tân Khoa, thấy hình Tân Khoa gia đình với lại thấy mấy đứa nhỏ mừng bà nội, được, con thấy dễ thương quá, rồi cái sẵn gọi cho cô thăm. Vậy dạ, mà cô hỏi cô nghe đây nè, cô nhớ hồi đó đó cô đi với một cái ông thầy ở bên cái chùa ở bên Garden Road tới nhà của con á, anh nhà bắt ma cho con đó chứ gì. Dạ đúng rồi, cái đó là cái Liên đó Hoa. Chùa Liên Hoa. Dạ, còn thầy đó thầy trưởng chân thành. Dạ đó đó đó. Dạ thì sau này cái con có kể cái vụ đó đó, cái nhiều người cứ hỏi là chùa nào thầy nào mà con đâu có nhớ. Dạ cô nhớ hoài cái chuyện đó, cô nói trời đó, cô đưa thầy lại bắt ma cho con hồi con mới qua, rồi mấy cha con ở cái nhà đó nói ban đêm mới có con ma người bị tàu người đàn bà đó phải không. Dạ đúng rồi. Rồi cái cây đó thì hết không? Sau đó hết không? Thì hết, nhưng mà nó không có còn phá nhiều đó nữa. Nhưng mà có một lần sau đó khoảng chừng cả năm thì con có thấy lại một lần mà không phải nguyên người vậy. Nhưng mà những cái hành động, những cái gì đó thì con biết là chắc con ma khác nó tới cô ơi. Chứ quê con cũ. Rồi sau đó con còn ở đó không? Không, con về đi rồi. Nhưng mà sau đó thì tụi con cũng bớt sợ, giống như là riết mình sống hòa bình với nó đó cô. Nhưng mà cô thầy có nói với cô là bắt được bao nhiêu con ma không cô, hay hay là chỉ có một con cô? Đâu, thầy á là không có phải bắt, mà giống như là con nghe thầy nói đó. Dạ. Biểu là đi theo thầy đi về chùa. Dạ. Đó, ở chùa thì có ba cái nhà. Dạ. Nhà trên, rồi nhà phía sau là nhà thờ vong, rồi ở ngoài sau nữa dạ. là có nhà thờ cứu. Dạ. Rồi muốn ở nhà nào thì ở. Dạ. Hằng ngày nghe kinh, rồi có ăn, có chỗ che mưa che nắng. Dạ. Là thầy có biểu đi theo thầy về ở đó thôi. Dạ dạ. Chứ còn không có bắt. Dạ. Bắt mà thầy chỉ khuyên là đừng để cho nghề đừng có quấy phá. Dạ. Mình đã chết rồi thì mình đi về chùa để mà mình siêu thoát. Dạ. Chứ mình đừng có phá những cái dạ. người ở trên dương trần nữa. Đó. Dạ. Đại khái là dạ. Thì dạ. Đó. Dạ. Rồi con nhớ rồi. Tại vì con biết xong con đang chia sẻ cái vụ này, chia sẻ cái chuyện ma cỏ này cho nên con gọi cô để cho để hỏi để biết để trả lời với lại khán giả đó. Dạ. Thì bây giờ mọi người đang nghe cái vụ này của cô đó. Con cứ nói là cô. Dạ. Là liên đoàn trưởng của gia đình Phật tử chuyện hôm qua cùng thầy là Hòa Thượng Thích Chân Thành. Dạ. Chủ trì ở viện chủ chùa Liên Hoa. Dạ dạ. Mình nói là thầy có sách bắt cái chân. Dạ dạ dạ. Rồi nói thầy cứ là tới rồi thầy niệm kinh, thầy niệm kinh bằng tiếng Hoa đó. Dạ. Rồi thầy nói chuyện với cái vong linh đó đó. Dạ. Thầy hiểu là bây giờ mình đã mất rồi. Ở đây không phải là cái nơi mình ở, mà phải để cho người nhân trần người ta ở đây, người ta sinh sống bình yên để người ta làm ăn. Mà cái nơi ở của mình đó là phải là về chùa. Ở chùa thầy có ba chỗ để ở. Dạ. Có ba ngôi nhà. Dạ. Trước là chánh điện. Dạ. Cũng có nghe kinh. Rồi phía trong là cái nhà phía sau chánh điện á. Dạ. Là cái nhà để thờ Phượng Hương Linh đó. Dạ. Rồi ở ngoài nữa thì có cái nhà để cứu. Dạ. Đó thì muốn ở nhà nào thì ở. Dạ. Hằng ngày thì nghe kinh. Rồi dạ. Mỗi tháng thì 16 với 30 mùng 2 đó. Dạ. Là thầy có cúng thứ thực, có cơm ăn. Dạ. Nói chung là có chỗ che mưa, che nắng, ấm cúng. Dạ. Nghe kinh kệ, để cái nọ đó. Dạ. Rồi con có đang kể nè. Dạ con đang kể cho khán giả nghe nè. Cô gọi là mừng muốn chết. Dạ cô lưu số của con nha, để có gì cô giáo mình rồi. Dạ rồi. Giờ cô giáo mình liên lạc. Dạ. Lưu lại. Dạ. Chứ mà mất tiêu, mất cái số của con. Mất dạ. cái tiêu luôn con đi. Dạ. Nhiều khi muốn gọi Dũng mà không có số. Dạ. Thì giờ có rồi cô lưu nha. Giờ nó nổi quá rồi. Giờ đâu có. Gọi cái nó quên. Đâu có. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Cô giờ chắc lớn hết rồi. Dạ nó cao hơn con rồi cô ơi, nó cao lớn lắm rồi. Mấy lần cô thấy con chia sẻ trên Facebook là nó lớn lên trường rồi, cũng dễ thương. Dạ. Dạ. Và cô cứ lâu lâu với cô kể chuyện đi bắt ma cười thấy mồ. Dạ. Con có con dạ. Dạ, có gì cô cảm ơn thầy giùm con, hôm nào con rảnh con ghé qua. Dạ. Dạ. Có nhiều người ví dụ như trong nhà đó. Dạ.
có gì đó cái cũng cô cũng đưa tới gặp thầy. Dạ. Thì thầy cũng nói chuyện đó là thầy nói y như thầy nói với mình vậy đó. Dạ. Trời hay quá dạ. Thầy cứ thuyết pháp mà thầy nói y như thầy nói với mình vậy đó. Là nói với họ vậy đó. Dạ. Khuyên họ vậy đó. Mình ơi hay lắm. Dạ. Dạ. Cái đó là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời con á. Dạ. Rất là ly kỳ. Ai muốn bắt ma nữa thì lại kiếm cô. Dạ. Cô dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Nha, rồi con dạ, rồi cô giữ sức khỏe nha. Dạ, dạ rồi con chào cô. Dạ. Dạ bye cô. Rồi quý vị nghe ha, nghe rồi ha. Thấy chưa? Tôi nói tức là ma mà ai mà nghe kể với người này với người kia đó thì có thể là tin nửa ngờ, nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra, và nó xảy ra ngay trong cái ngôi nhà mà Dũng ở. Muốn nghe tiếp không hay là dài quá rồi thì cứ ngưng nghe tiếp. Tôi khán giả không nghe thì tôi cũng bắt ông kể.